công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất máy cơ khí nông nghiệp Tây Đồ, trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm. Máy hút xả bùn khô với công nghệ 2 xà lầu đang trở thành một trong những thiết bị quan trọng trong các nhà máy hiện đại. Với khả năng vận chuyển nguyên liệu nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, nhân công và chi phí, máy giúp tăng năng suất và giảm chi phí cho các doanh nghiệp. Đồng thời, việc vận hành và bảo trì máy cũng rất dễ dàng, giúp tiết kiệm thời gian và công sức của người sử dụng. Máy hút xả bùn khô còn được trang bị công nghệ xả bụi tự động, giúp hạn chế tối đa bụi phát tán trong môi trường làm việc. Việc xả bụi cũng được tự động hóa, giúp cho việc vận hành máy trở nên dễ dàng và tiện lợi hơn. Với đội ngũ kỹ sư tay nghề cao của chúng tôi cùng sự đầu tư vào thiết bị sản xuất công nghệ tiên tiến luôn đảm bảo cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất và chính sách giá cả hợp lý. Nếu bạn đang tìm kiếm một thiết bị hút xả bùn khô cho nhà máy của mình, hãy cân nhắc đến máy hút xả bùn khô với công nghệ 2 silo và công nghệ xả bụi tự động. Đây là một sự lựa chọn tối ưu để giúp cho quá trình sản xuất của bạn trở nên hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp một loạt các sản phẩm hút thổi và cân định lượng, bao gồm hệ thống cân cẩu vít tải hút thổi các loại nguyên liệu như xi măng, tro bai và hút các loại nông sản như ngô, bã nành, thức ăn. Đây là một giải pháp hoàn hảo cho các nhà máy xi măng và nhà máy sản xuất thức ăn, giúp tăng hiệu suất sản xuất và giảm chi phí vận hành. Hệ thống cân định lượng xi măng, tro bai, nông sản giúp đo lường chính xác lượng nguyên liệu được sử dụng trong quá trình sản xuất. Điều này giúp tăng hiệu suất và đảm bảo chất lượng sản phẩm. Máy hút thổi nguyên liệu rời là một giải pháp tiện lợi cho việc vận chuyển các loại nguyên liệu như trấu, lúa, ngô, cà phê, tiêu, mùn cưa, nhựa và bột đá. Ngoài ra, công ty chúng tôi còn cung cấp hệ thống hút xả bụi cho các nhà máy. Các máy hút thổi này được thiết kế để hoạt động hiệu quả và tiết kiệm chi phí và nhân công. Công ty xin gửi đến quý khách hàng lời cảm ơn chân thành và mong muốn tiếp tục được hợp tác và phục vụ quý khách hàng trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng.